Xin chào quý vị và các bạn, mời quý vị theo dõi chương trình Cùng Toàn dân phòng cháy nổ ngày 6 tháng 9 năm 2022 trên kênh VTC14 tại truyền hình kỹ thuật số VTC. Chương trình được phát sóng từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Sau đây là phần tin tức cháy nổ 24 giờ với những thông tin cập nhật nhanh tình hình phòng cháy chữa cháy trên cả nước. Thưa quý vị, một tàu chở xăng bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt giữa sông Đồng Nai vào sáng ngày 6 tháng 9. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã nhanh chóng triển khai phương tiện dập tắt đám cháy nên không gây thiệt hại về người. Vụ việc xảy ra vào khoảng 10 giờ sáng 6 tháng 9, tàu chở xăng Cửu Long 7 mang biển kiểm soát TG14616 thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Liên Cường Phát có trụ sở tại thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang do thuyền trưởng Lê Phong Vũ 45 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long điều khiển tới cảng nhập xăng dầu tại một công ty bên bờ sông Đồng Nai, đoạn thuộc thành phố Biên Hòa. Trong lúc nhập xăng, lửa trên con tàu này đã bất ngờ bốc cháy. Lúc này hệ thống chữa cháy tại chỗ đã được kích hoạt để dập lửa, đồng thời báo lực lượng chức năng hỗ trợ. Nhận được tin báo, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Đồng Nai đã huy động 5 cano chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ tới hiện trường triển khai các biện pháp dập lửa và hạn chế cháy lan. Sau gần 1 giờ, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do máy bơm xăng trên tàu Cửu Long 7 tự bốc cháy, ngọn lửa lan nhanh từ buồng bơm sang hầm máy, buồng ở, buồng bếp làm hư hỏng các khu vực trên. Thời điểm xảy ra cháy, trên tàu Cửu Long 7 đang có hơn 230.000 lít xăng. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh vụ cháy và thống kê thiệt hại. Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an quận Long Biên, Hà Nội đã đình chỉ 24 cơ sở vi phạm, trong đó có 20 cơ sở chấp hành quyết định đình chỉ hoạt động và 4 cơ sở đang chấp hành quyết định đình chỉ. Thực hiện kế hoạch của Công an quận Long Biên về kiểm tra xử lý vi phạm về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ đã rà soát lập danh sách loại hình kinh doanh này. Qua kiểm tra rà soát, hiện trên địa bàn quận có 47 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke. Đối chiếu các quy định và thực tế điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ đã đình chỉ 24 cơ sở vi phạm. Lấy phòng ngừa làm trọng để giảm số vụ cháy và thiệt hại do cháy gây ra, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an quận Long Biên đã phân công rõ từng cán bộ phụ trách địa bàn phối hợp chặt chẽ với công an các phường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc chấp hành của những cơ sở, đồng thời chỉ rõ tồn tại không để phát sinh các cơ sở vi phạm chưa được nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy đã đưa vào hoạt động. Sau thời gian thử nghiệm hiệu quả tại 5 hộ kinh doanh trên địa bàn phố cổ Hà Nội, mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy khu dân cư đã chính thức ra mắt vào cuối tháng 8 năm 2022. Mới đây, Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm, Hà Nội tổ chức ra mắt chính thức mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy và chữa cháy khu dân cư. Trước đó, mô hình này được thí điểm tại 5 hộ kinh doanh sơn hóa chất thuộc tổ dân phố số 4, phố Hàng Hòm, phường Hàng Gai. Mô hình hoạt động trên nguyên tắc tự nguyện, tự giác, tự quản nhằm tập hợp các hộ kinh doanh, hộ gia đình huy động sức dân cùng phối hợp hỗ trợ trong công tác bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy và an ninh trật tự. Theo đó, mỗi hộ sẽ tự trang bị bình chữa cháy xách tay, dụng cụ phá rỡ, nút ấn báo cháy, chuông báo cháy được kết nối liên thông để khi có sự cố tại một nhà thì tất cả các nhà khác đều biết để hỗ trợ cứu người, tài sản và tổ chức chữa cháy. Các thành viên hộ gia đình trong tổ liên gia được hướng dẫn và cài đặt, sử dụng thành thạo app báo cháy 114. Trong đó, danh sách thành viên trong tổ liên gia được cập nhật để sử dụng tính năng tôi an toàn, thông báo an toàn khi xảy ra cháy nổ, tai nạn, sự cố. Hiện nay, trên địa bàn Hà Nội mọc lên hàng nghìn cơ sở gara chuyên sửa chữa, bảo dưỡng ô tô và các showroom bày bán xe ô tô được xây dựng trên đất tạm. Đây là môi trường luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao do việc xây dựng thiếu bài bản. Trong khi đó, tại đây luôn có lượng xăng dầu, hóa chất và đặc biệt là hệ thống điện luôn trong tình trạng tạm bợ và không đảm bảo. Chính từ những đặc điểm này mà nếu chỉ một chút sơ suất bất cẩn trong quá trình hoạt động rất dễ xảy ra cháy nổ lớn. Đây là đất dự án và vẫn tạm và quy định xây dựng là không được xây dựng mà chỉ được làm lán tạm. Cho nên là có một số cái yêu cầu về bức tường ngăn lửa là không thực hiện được và những cái hệ thống báo cháy tự động. Chữa cháy tự động là quần áo bảo hộ là một trang bị không thể thiếu đối với lính cứu hỏa trong công tác phòng cháy chữa cháy. Tại nhiều khu dân cư hiện nay, người dân cũng đã chủ động trang bị bộ đồ này để có thể thoát hiểm một cách an toàn trong trường hợp có cháy nổ, hỏa hoạn xảy ra. Vậy trang phục này có những đặc điểm gì? Người dùng cần có những lưu ý ra sao?
Trong tiểu mục Điều Cần Biết ngày hôm nay, chuyên gia của chương trình sẽ chia sẻ một cách cụ thể với mỗi người dân và các gia đình. Ngày hôm nay tôi xin phép được giới thiệu với tất cả các bạn một số trang phục phòng cháy cháy được trang bị rất là phổ biến tại các khu dân cư. Thì theo căn cứ theo thông tư 48 năm 2015, thông tư Bộ Công an quy định về bộ trang phục phòng cháy cháy, thì một bộ trang phục phòng cháy cháy cơ bản sẽ bao gồm những phần sau. Đầu tiên là về quần áo chữa cháy, sẽ bao gồm là quần chữa cháy và áo chữa cháy. Bộ quần áo chữa cháy này có đặc điểm được làm từ chất liệu polyester trên cốt tông, có khả năng chống chịu nhiệt độ cao, chống nước và chống bụi bám. Một bộ quần áo này có màu vàng và có vạch phản quang màu xanh, có thể giúp nhận biết người mặc trong khi xảy ra sự cố. Bởi vì trong môi trường đấy thì sẽ có nhiều khói bụi nên là tầm nhìn rất hạn chế, nên là với việc có quần áo màu vàng và vạch phản quang màu xanh sẽ dễ nhận biết người mặc hơn. Bộ quần áo này thì có 3 size cơ bản. Thì tôi lưu ý với các bạn là các bạn nên lựa chọn những size phù hợp với bản thân mình để khi có sự cố xảy ra có thể thao tác nhanh chóng mặc bộ quần áo này lên người và tiến hành thoát nạn. Tiếp theo là đến mũ chữa cháy. Thì mũ chữa cháy này được làm từ vật liệu nhựa ABS tổng hợp, có khả năng chống chịu va đập cao. Trước mặt trước của mũ sẽ có một tấm kính được làm từ vật liệu polycarbonate màu trắng trong, có khả năng cản bụi, cản gió và cản được sức nóng của ngọn lửa, để trong trường hợp chúng ta chữa cháy hay là chúng ta có thể thoát nạn, chúng ta cũng không bị ngọn lửa tấn công vào nhiều. Bên cạnh những trang phục chữa cháy tôi vừa giới thiệu trên thì còn có găng tay chữa cháy, bùng chữa cháy và khẩu trang chữa cháy. Thì đặc điểm của những trang phục này đều được làm từ các loại vật liệu có khả năng chống chịu nhiệt cao, có khả năng bám dính để cho người mặc có thể thoải mái tự sử dụng trong quá trình thoát nạn hay cũng như trong lúc chữa cháy. Vâng, trên đây là những thông tin cơ bản về một bộ trang phục phòng cháy cháy mà bất kỳ người dân nào cũng có thể trang bị vào trong chính gia đình của mình. Rất mong là với những thông tin tôi vừa chia sẻ thì các bạn có thể lựa chọn được bộ trang phục phòng cháy phù hợp với gia đình nhà mình. Xin chân thành cảm ơn. Tới đây chương trình Cùng Toàn Dân Phòng Cháy Nổ xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại vào ngày mai trên VTC14.